Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Nằm trong chương trình khảo sát về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và lấy ý kiến góp ý vào dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, luật thực hiện dân chủ cơ sở, chiều ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội đã trực tiếp khảo sát tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương. Bà Thái Thị An Trung, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có các ông bà Trần Nhật Minh, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hoàng Thị Thu Hiền, ủy viên đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao. Qua khảo sát tại xã Thanh Tiên, đoàn đã ghi nhận sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương để triển khai chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình thông qua lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các cuộc thi, hội thi của tổ chức Hội nông dân, phụ nữ. Địa phương cũng quan tâm tổ chức các mô hình, trong đó lồng ghép tuyên truyền giáo dục phòng chống bạo lực gia đình như xây dựng gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, nuôi con khỏe dạy con ngoan, xóm làng bình yên, gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, địa phương đã xây dựng phát huy tốt vai trò hoạt động của 65 tổ tự quản ở các xóm trong việc nhắc nhở nhau đoàn kết, đùm bọc trong láng giềng và trong mỗi gia đình, ngăn ngừa bạo lực gia đình gắn với duy trì hoạt động. Trên địa bàn xã không có các vụ việc bạo lực gia đình mang tính nghiêm trọng, chỉ có một số vụ việc nhỏ do mâu thuẫn trong gia đình. Đối với phạm vi toàn huyện, cùng với sự tiến bộ của xã hội, thông qua công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và phát huy vai trò hoạt động của các tổ hòa giải ở các khối xóm thôn bản, các tổ tự quản ở các nhóm hộ gia đình đã góp phần giảm tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn. Nếu như năm 2018 trở về trước có 32 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 5 vụ phải xử lý hành chính và 1 vụ phải xử lý hình sự, thì từ năm 2019 đến nay, số vụ bạo lực gia đình giảm xuống còn 3 vụ. Qua trao đổi với chính quyền huyện và xã, đoàn cũng đã ghi nhận một số yếu tố, nguyên nhân phát sinh bạo lực gia đình như bất bình đẳng giới và một số hiện tượng bài bạc, rượu chè, nghiện ma túy, ghen tuông, v.v. Một số yếu tố liên quan đến tư tưởng, nếp nghĩ trong cộng đồng như đèn nhà ai, nhà ấy rạng, không vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng hổ ai đã ảnh hưởng đến công tác quản lý, công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình. Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của huyện và xã, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Thái Thị An Trung, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu để nghiên cứu tham gia vào quá trình xây dựng của luật Quốc hội. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng mong muốn chính quyền huyện và xã tiếp tục quan tâm tuyên truyền, phát huy vai trò các tổ hòa giải, các câu lạc bộ và đoàn thể ở các khối xóm, chủ động nắm bắt và thực hiện tốt công tác phòng ngừa bạo lực gia đình, tránh để xảy ra các vụ việc đáng tiếc, đau lòng từ bạo lực gia đình. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chiều ngày 27 tháng 7 năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng một số ban của Huyện ủy đã đến tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Lao động huyện. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư đã phát biểu tặng hoa chúc mừng và mong muốn cán bộ, công nhân viên và người lao động luôn luôn phát huy tốt những kết quả đã giành được, nổi bật như các chương trình công tác an sinh xã hội, đó là tổ chức Tết sum vầy cho đoàn viên, tặng quà cho công nhân nhà máy may ở Thanh Tiên, phối hợp với các y bác sĩ phòng khám đa khoa Tân Thanh tư vấn miễn phí cho các đoàn viên công đoàn nhân tháng công nhân, tặng quà động viên những công nhân đoàn viên không may bị mắc COVID-19. Liên đoàn Lao động huyện và các tổ chức công đoàn cơ sở tiếp tục bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Huyện ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho 184 đồng chí là bí thư chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và bí thư chi bộ cơ sở cơ quan đơn vị trực thuộc. Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ tích cực, trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát tại chi bộ, đảng bộ mình, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Đối với các đồng chí báo cáo viên, cần đổi mới phương pháp truyền đạt, đảm bảo chất lượng chương trình giảng dạy, tập trung các nội dung trọng tâm sát hợp với tình hình thực tế. Trong thời gian một ngày, các học viên sẽ được nghe các báo cáo viên của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy triển khai 5 chuyên đề, gồm hướng dẫn xây dựng chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, chi bộ cơ sở, quy trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, hướng dẫn quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng viên, tiếp cận, phân loại, xử lý và giải quyết tố cáo trong đảng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tài chính đảng và hướng dẫn quy trình thi hành kỷ luật của đảng.
Cũng tại lớp bồi dưỡng, ban tổ chức lớp học đưa ra các tình huống giả định để các đồng chí học viên trao đổi, giải quyết tình huống bằng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, bổ sung cơ sở lý luận, quy trình nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, qua đó nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo về mọi mặt của các cấp ủy tổ chức Đảng đối với công tác kiểm tra giám sát, xử lý vận dụng các tình huống trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Ủy ban Nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị nghe tiến độ rà soát gắn với cấp đất lần đầu trên địa bàn huyện với sự tham gia của trên 130 đại biểu. Sau khi Ủy ban Nhân dân huyện ban hành quyết định số 1004 ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc kiểm tra công tác quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các địa phương đã quan tâm hơn đến công tác cấp giấy cho hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là các trường hợp giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nhưng tiến độ vẫn đạt kết quả chưa cao, số hồ sơ phải trả về nhiều. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở như xác định nguồn gốc đất đai đối với diện tích người dân khai thác trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, phiếu thu không hợp lệ, không có giấy tờ chứng minh về việc nộp tiền sử dụng đất. Các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nay các tổ chức giao đất và Ủy ban Nhân dân xã không còn lưu trữ sổ sách kế toán tại thời điểm giao đất, nên khó khăn trong việc kiểm tra xác nhận hộ gia đình cá nhân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hay chưa. Từ huyện đến xã cần phải thống nhất mẫu hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tránh hồ sơ bị trả về. Để cho các đại biểu hiểu rõ, tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã giải trình từng ý kiến cụ thể rõ ràng. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã yêu cầu các xã phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2022 cho những trường hợp đủ điều kiện. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho công chức địa chính tập trung rà soát lại một lần nữa về những trường hợp đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện lập danh sách gửi về Phòng Tài nguyên Môi trường một cách chính xác nhất. Sau hội nghị này, đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã đẩy nhanh và thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Yêu cầu các đồng chí địa chính xã cần phải tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân trong việc hướng dẫn người dân kê khai và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 64.309 ha diện tích có rừng và rừng trồng chưa thành rừng. Trong đó diện tích rừng tự nhiên là 37.503 ha. Trong 6 tháng đầu năm, nhờ tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo bằng những biện pháp quyết liệt và cụ thể, nên diện tích rừng trên địa bàn huyện đã được quản lý và bảo vệ tương đối ổn định. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm và thực hiện đồng bộ, nên trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện mới xảy ra 2 vụ cháy rừng tại hai xã Thanh Lương và Thanh Lâm với tổng diện tích là 2,4 ha. Trong đó diện tích có rừng bị thiệt hại là 0,2 ha. Công tác kiểm tra việc sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được thực hiện thường xuyên. Từ đầu năm đến nay đã xử lý 18 vụ phá rừng trái phép trên địa bàn. Công tác chống chặt phá rừng tại gốc, buôn bán lâm sản trái phép được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ rừng, nên ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như hàng tháng tổ chức giao ban giữa Ủy ban Nhân dân với các ngành có liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra xử lý. Từ đầu năm đến nay đã xử lý 26 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, tịch thu trên 17,7 mét khối gỗ các loại, 3,5 mét khối củi, nộp ngân sách nhà nước trên 427 triệu đồng. Công tác phát triển rừng được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã trồng được 1.095 ha. Công tác cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm đã cấp chứng chỉ được 3.856 ha rừng trồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, nêu lên những cách làm hay, việc làm tốt trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là trong công tác phòng chống cháy rừng. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác bảo vệ rừng. Từ huyện đến các địa phương phải tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong những ngày nắng nóng, triển khai các phương án để ngăn chặn tình trạng cháy rừng xảy ra. Khi có cháy rừng phải ứng cứu và khắc phục kịp thời, không để xảy ra cháy lớn và kéo dài. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi phát đốt, chuyển đổi rừng tự nhiên trái quy định, hành vi phá rừng trái pháp luật, đẩy mạnh công tác phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng, thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và công nghiệp chế biến lâm sản.
rà soát kiểm tra lại các tụ điểm lâm phần của chủ rừng quản lý, tổ chức cá nhân hiện còn khai thác mua bán vận chuyển lâm sản trái phép, phương thức hoạt động, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền các cấp để ra các giải pháp nhằm phát hiện và xử lý nghiêm việc khai thác mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn, nhất là trong những tháng cuối năm, nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm lâm địa bàn, lấy hiệu quả công tác làm thước đo đánh giá năng lực và phẩm chất cán bộ. Chiều ngày 27 tháng 7 năm 2022, Đảng bộ cơ quan huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Các báo cáo và ý kiến phát biểu tại hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã tổ chức triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các hoạt động xây dựng Đảng, quán triệt học tập nghiêm túc kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, làm tốt nhiệm vụ tham mưu các văn bản chỉ đạo, đại hội chi bộ, bầu xóm trưởng, tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 và 19 tháng 5. Cấp ủy hai cấp đã tiến hành kiểm tra 59 lượt tổ chức đảng, 66 lượt đảng viên và kiểm tra 15 tổ chức đảng, 20 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, hội nghị đã thống nhất thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nêu lên các nhiệm vụ để thực hiện trong thời gian tới, đó là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền thực hiện tốt đề án phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục tuyên truyền làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, bao phủ tiêm vaccine đầy đủ trong các độ tuổi, đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, làm tốt công tác phục vụ nhân dân, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trên địa bàn, tạo công ăn việc làm cho người dân, phát hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, định hướng tốt dư luận xã hội, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân, tiếp tục học tập nâng cao trình độ, khả năng nói viết của cán bộ đảng viên của cơ quan huyện ủy, nhất là những đảng viên trẻ. Sáng ngày 27 tháng 7, Hội đồng Nhân dân xã Thanh Phong đã tổ chức kỳ họp thứ tư nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện bầu tại địa phương đã về dự. Các báo cáo và ý kiến phát biểu tại kỳ họp đã khẳng định, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Phong đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, triển khai các đề án sản xuất cho từng vụ, tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực, xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án phát triển kinh tế trang trại, gia trại, gắn với nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, theo mô hình an toàn sinh học và đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích giai đoạn 2021-2025. Nhờ vậy nên kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao được đẩy mạnh. Trong thời gian qua, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nên phong trào làm giao thông nông thôn được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Đến nay, Thanh Phong đã đạt 12 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì và đẩy mạnh, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên và kịp thời, công tác giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của cả năm 2022, kỳ họp cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tới. Trước mắt là tập trung chỉ đạo đề án sản xuất hè thu, chuẩn bị tốt sản xuất vụ đông năm 2022 đạt kết quả cao, quan tâm chăm sóc cây ăn quả và một số loại cây trồng khác, tiếp tục phát huy nội lực, huy động ngoại lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu về đích vào cuối năm 2022, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, giải phóng hành lang an toàn giao thông, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng và cứu nạn cứu hộ, tăng cường công tác phòng chống các tai nạn xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thị trấn vừa tổ chức vào sáng ngày 29 tháng 7, các đại biểu đã được nghe 6 báo cáo và 7 tờ trình. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022 đã khẳng định. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế cả nước đang trên đà phục hồi. Các hoạt động sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh. Việc thực hiện các chương trình đề án về phát triển kinh tế theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện bước đầu có kết quả. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 350 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng dự ước đạt 12%, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm và chú trọng. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt trên 10 tỷ đồng, đạt hơn 83% so với kế hoạch. Chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm chương trình dạy và học. Các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì và đẩy mạnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là công tác quản lý nhà nước về một số lĩnh vực chưa tốt như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tình trạng vứt rác thải bừa bãi, tập kết rác không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm 2022, kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận để đề ra các nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy thế mạnh của thị trấn trong phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tương xứng với tiềm năng, vị thế của trung tâm kinh tế chính trị huyện Thanh Chương. Ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại Trung tâm Chính trị huyện, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Đội Chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ số 7, Phòng PC07 Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cơ sở năm 2022 cho hơn 120 học viên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, cán bộ phụ trách phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đội trưởng, đội phó, đội phòng cháy chữa cháy, dân phòng của 38 xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Tại đây, các học viên sẽ được cán bộ phòng PC07 hướng dẫn việc tổ chức công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản, giúp hiểu thêm về ý nghĩa tầm quan trọng trong nguyên tắc tính chất của công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy khi sử dụng các nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, xăng dầu, khí hóa lỏng, thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy thông dụng, cách thoát nạn trong đám cháy. Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được quán triệt những điểm mới, thay đổi bổ sung của luật phòng cháy chữa cháy, từ đó về áp dụng những kiến thức về kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để vận hành ở tại địa phương mình. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.